Hello, mọi người đã quay trở lại với Phố Ăn Chơi. Kỹ thuật kiểm. Nó vẫn luôn lệch nhịp mọi người ạ. Đấy. Thôi không sao. Thì hôm nay thì em sẽ cùng với mọi người đi tìm hiểu về đời sống và công việc của anh Khôi. Và như thường lệ thì chúng ta vẫn sẽ có một phần game nho nhỏ ở phía cuối chương trình để chúng ta có giải trí. Đừng là đầu chính tả, đừng là đầu chính tả. Không, không ai bắt trò đấy trẻ con thôi anh. Không ai bắt anh đọc chính cả hết. Đúng không mọi người? Rồi thế Rồi. trò gì cũng chơi được. Như mọi người cũng thấy thì nếu mà mọi người theo dõi vào studio và Vinso lâu thì mọi người sẽ có thấy sự xuất hiện của anh Khôi trong rất nhiều video. Thế nhưng mà Nên chắc là câu mọi hỏi người thấy hoang cũng mang. thế nhưng mà chắc hẳn mọi người vẫn chưa biết nhiều về đời tư của anh Khôi. Thì ngay bây giờ hãy cùng mình đi khám phá. Hỏi đầu tiên về đời tư cá nhân, đấy là xu hướng tính dục của anh là gì? Thằng Thằng. Early girl. Là anh thích thằng. Thằng. Thẳng là Đúng rồi. Đấy, anh thì thích các bạn nữ, miễn là nữ là được. Còn xu hướng tình dục bạn nữ là gì anh không quan tâm. thế anh đã được tiếp xúc với công nghệ từ năm mấy tuổi? Hồi năm lớp 10 mình mua một con điện thoại Samsung. Đấy. Thì à không, chính xác là năm lớp 9. Ừ, Phải nói rích đấy. là con điện thoại đầu tiên của mình là Samsung nhá. Ừ. Đấy, và mình có rất nhiều điều thú vị trong điện thoại đấy. Mình mua lại của con của anh trai con bé cùng lớp mình. À, đấy là tự mua hay là bố mẹ mua cho? Ghê Tự mua. thật, lớp 9 nó có tiền mua Samsung rồi. Điện thoại đấy rẻ bẻo à. Bao nhiêu tiền? Có 200 hay 300 rồi đấy. Hồi đấy vẫn là to đúng không? Không, đợt đấy nói chung là cũng bình thường thôi. Ok, anh thấy mình có phải là một người có tính cách thân thiện hòa đồng không? Cũng tùy trường hợp. Đấy, đôi lúc thì không thân thiện lắm. Anh đôi lúc thì trường hợp À, nào thì anh không thân thiện? anh là người theo kiểu xu hướng là đầu tiên anh sẽ quan sát họ một lúc. Ừ. Đấy, khoảng một thời gian thì sau đó mới thấy tính cách họ hợp thì anh bắt đầu làm quen thôi. Ừ. Chứ anh không phải là người thường hay xuyên hay chủ động. Thế anh có nghĩ là mình là một người dễ bị bắt nạt không? Bị hiền quá dễ bị bắt Có, nạt ấy. anh nghĩ anh là người hiền quá. Thế ai bắt nạt anh rồi? Kể tên cho em xem. Ui, nhiều lắm, anh em công ty, đặc biệt là sếp đây. À, là sếp hay bắt nạt đúng không? Đúng rồi. Là phàn nàn đúng không? Kể một lần bị sếp bắt nạt xem nào. Ai mà nhớ hết được. Bị nhiều quá Bị không nhiều nhớ hết. quá, bị nhiều quá. Nhưng mà anh có thấy là mình bị kiểu bị bất công không? Bị kiểu gọi là bắt nạt đến mức mà không không thích ấy, hay là chỉ kiểu là anh thấy anh chịu được? Anh thấy là cái sự bắt nạt anh hoàn toàn ok. Anh thấy bình thường. Bình thường. Nói chung là anh em ở nhau lâu thoải mái mà. Ừ, thoải mái, ok. Vậy là chúng ta đã biết sương sương về đời tư cá nhân, về tính cách của anh Khôi Ngọc. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần công việc. Thì anh đã đầu quân cho Vật Vờ Studio từ lúc nào? Chính xác ấy, thì lần đầu là vào năm 2016, cuối năm 2016. Là Đấy, cũng khá khá lâu cuối rồi. năm 2. Sau lần thứ hai là cỡ khoảng tầm năm 2018. Tại sao lại có hai lần hả It's magic bro. Có nghĩa là anh vào xong anh lại nghỉ xong anh Đúng lại rồi, quay chính xác. lại. Anh nghỉ khoảng tầm 3 tháng. Thế tại sao anh lại thích trở thành một reviewer công nghệ thay vì bất cứ một lĩnh vực nào khác? Ví dụ như là anh có thể làm về ví dụ như một cái kênh YouTube riêng về linh kiện hay cái gì đấy chẳng hạn, nhưng tại sao anh lại thích công nghệ? Thì Giảng viên dạy. tại vì cái đấy là mình thích từ nhỏ mà. Từ khi 5 tuổi nói chung là anh đã tiếp xúc với điện thoại rồi. Thành ra anh thấy nó rất là hay, thú vị. Đợt đấy từ những cái điện thoại như kiểu là bắt đầu là điện thoại phím này. Sau đó là đợt đấy bắt đầu có iPhone này. Anh còn nhớ là hàng đêm anh phải dậy anh dùng trộm iPhone của bố anh. Dùng trộm iPhone à? Đấy nhá. Ghê. Xong rồi Dùng trộm để làm gì? đấy, đọc truyện tranh. Đợt đấy anh Đọc truyện tranh, nếu mua truyện tranh mà đọc làm sao mà phải đọc trên iPhone? xin lỗi em, truyện tranh toàn chị tranh lậu lấy đâu rồi mà mua. Thế em thấy là mọi người hay trêu anh, gọi anh là Khôi Ngọc. Thì không biết là cái biệt danh này là có trước khi vào Vật Vờ hay là sau khi vào Vật Vờ mới có? Cái này là bệnh lý lệ nền. Nên là nó không sửa được lâu quá thành ngọng thôi. Nhưng mà cái biệt danh này nó xuất hiện từ khi nào? Từ khi anh làm kênh YouTube. Là đã có cái biệt Đợt danh đấy này rồi. thì câu đấy, cái đấy là Ngọc nó góp ý cho Tuấn Ngọc ấy, thì Góp bà ý. đợt đấy là đặt đặt kênh gì cho nó hợp lý.
xong rồi bảo đặt tên Khôi Khỉ. Thì sau rồi mình béo thành lợn thì vẫn không hợp lý lắm. Thì bây giờ thành lợn rồi, nhưng mà đặt kênh Khôi Ngọng thì chắc là theo mình cùng quãng đường dài. Lúc đấy mình có ngọng thì người ta cũng không nói được gì mình, bởi vì tên kênh đã Khôi Ngọng rồi. Vậy thì là đảm nhận cái vị trí là admin của Pepperball Studio thì đã bao giờ anh gặp phải tình huống giờ khóc giờ cười khi mà viết sai chính tả chưa? Có, gặp Xuân. Đấy, như kiểu là một số trường hợp mình viết sai chính tả hạn. Ví dụ hôm trước mình viết iPhone Pro Max nhưng mà chữ A nó tách nhầm thành chữ ớ. Chữ ớ. Đấy. Thì nên lỗi bàn phím đúng không? Đấy thì kiểu anh em cũng nhắn tin bảo bảo mình bị sửa, nhưng mà thôi kệ. Bởi vì sao? Rất nhiều người ta comment cái vấn đề đấy và tất nhiên chúng ta lại có tương tác đúng không? Chưa trò à. Gọi là vô tình nhưng mà lại đạt được gọi là nó hiệu quả đấy. Thế bây giờ anh thích làm việc độc lập hay là làm việc theo nhóm, theo tập thể? Thực ra thì tùy trường hợp. Bởi vì mỗi cái nó có một lợi thế riêng mà. Người ta bảo rồi, đi muốn đi nhanh thì đi mình, còn muốn đi xa thì đi nhiều người. Đấy. Đi cùng nhau. Bực mình thật. Ở đấy chính xác là thế. Ok, thế thì không biết là cái lý do khiến anh gắn bó với Pepperball Studio trong một khoảng thời gian lâu như thế là gì? Trong khi bây giờ có trên, em thấy là trên YouTube thì có rất là nhiều những cái kênh YouTube công nghệ khác đúng không? Nhưng mà tại sao lý do gì khiến anh gắn bó với Pepperball Studio đến bây giờ? Thì tất nhiên là sếp rồi. Đấy, anh Vinh thì nói vì chung người là... Mày làm tao lao luôn rồi đấy. Đấy, thì anh Vinh cơ bản là vui vẻ mấy anh em à. Đấy, thêm một cái là cũng khá thoải mái. Như kiểu lúc ôm đói thiếu tiền thì thoải mái thôi. A sugar daddy ạ. Nhìn này, mày ăn mặc kiểu gì ở văn phòng ấy? Rồi, vậy là chúng ta đã biết sương sương, à thôi cũng không biết sương sương nữa, biết rất nhiều về anh Khôi, về đời tư cá nhân cũng như là công việc rồi. Thế bây giờ chúng ta hãy cùng đến với một mini game nhỏ nhỏ. Mini game mang tên kiểm tra chính ta. Biết ngay, tôi sẽ bị lừa chơi trò này. Sao anh ơi? Anh ấy bộc lộ đi, nó lại càng củng cố thêm cái nickname của anh ấy. Chậm thôi nhá, không nhanh nữa đâu. Từ nào là từ đúng thì đọc lên. Từ đúng đúng không? Ok. Cọ sát. Cọ sát. Cọ sát. Gì? Cọ sát. Cọ sát. Bên kia. Gì? Nhưng nhờ, em thấy, thấy em mấy là... Thôi, cô, chạy kia. Ok. Dè sẻn bên tay kia. Cũng biết à. Úi giời, cái này tôi đoán bừa, 50-50 mà. Kiểu gì chứ, 50% đúng. Bên kia là sát nhập bên kia. Sát nhập. Ôi dồi ôi, tưởng nào người đưa ra câu trả lời không biết các bạn ạ. Ôi. Phải, em đúng. Rồi, thôi cô, không phải game của cô, để tôi chơi. Okay. Phải, chỉnh chu. Em chỉnh chu. Chỉnh chu á. Ôi dồi ôi. Sao quê... chỉnh chu? Chín mùi bên tay này. Chín mùi. Gơm lơ các bạn ạ. Mình tự biết mình hay sai chính tả nên mình cũng gọi là trau dồi kiến thức của mình. Những cái từ mà người Việt Nam hay sai ấy thì mình cũng ít gì dài lắm. Từ này hôm trước vừa xem rồi, quên. Vô hình trung bên tay phải. Bên này này. Trung á, là trung T rồi, trung CH. T rồi. Ở tên mình sai rồi. Thế thôi à? Ôi giời, đa số mình đúng. Thôi. Thế là qua cái mini game vừa rồi thì em cũng cảm thấy là ngoài chữ N và chữ L thì cái ngữ pháp chính tả của anh Khôi cũng không đến nỗi. Đúng rồi. Là ngọng thôi chứ không quá nhầm lẫn đúng không? Đúng. Vậy là qua video lần này thì chúng ta đã hiểu thêm một chút chíu chíu về anh Khôi Ngọng. Và mọi người muốn mình tiếp tục phỏng vấn nhân vật nào thì mọi người hãy comment phía dưới. Và muốn mình lên thêm về nội dung nào thì hãy comment để cho Phố Ăn Chơi làm nhé. Cảm ơn anh Khôi đã tham dự chuyên mục phỏng vấn các thành viên của Pepperball Studio. Và mong anh sẽ thực hiện được những cái ước mơ dự định của mình. Và bây giờ thì chào tạm biệt mọi người. Chào bạn. Hello mọi người, tình hình là anh Khôi sắp lấy vợ rồi. Và nói chung là đám cưới thì cũng không được kiểu tổ chức như những đám cưới bình thường. Vì là
tại tình hình dịch ấy mọi người. Thế nên là chúng mình không được đi đám cưới, nhưng mà thay mặt cho Vợ Studio thì mình xin chúc anh Khôi sẽ luôn luôn hạnh phúc trăm năm với người vợ đáng yêu của mình. Và mình xin hát tặng anh Khôi một bài Happy Wedding to Khôi. Happy wedding to Khôi. Happy wedding anh Khôi. Chúc mừng đám cưới anh Khôi.